Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Đức Giêsu cùng với các môn đệ của Người lánh về phía biển hồ. Từ miền Galilê, người ta lũ lượt đi theo Người, và từ miền Giu-đê, từ Jerusalem, từ xứ Idu-mê, từ vùng bên kia sông Giô-đan và vùng phụ cận hai thành Tia và Sidon, người ta lũ lượt đến với Người vì nghe biết những gì Người đã làm. Người bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ để khỏi bị đám đông chen lấn. Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người. Còn các thần ô uế hễ thấy Đức Giêsu thì sấp mình dưới chân Người mà kêu lên: "Ông là Con Thiên Chúa." Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai.